Nói chung là thời điểm này bây giờ ai cũng muốn ra ngoài, nói chung là cũng hơi lộn xộn một chút, nhưng mà mọi người vẫn theo sự chỉ đạo của các cấp, nên là mọi người vẫn xếp hàng và trật tự ra ngoài được. Tiếp được cả một cái số đây. Ông này ông trưởng khu ông đi.